sao không vậy? Mẹ không có sao, mà không biết nó có sao không nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồi nãy mẹ em bị cướp, anh dí theo thằng cướp. Cái gì? Mẹ bị giật đồ hả? Đâu, thằng cướp đâu hả? Mày nghĩ sao vậy mày? Gì dữ vậy anh? Nó điên đó, giật cô cái bóp à, mà nó cắn hơn chó nữa. Mà cái bóp không có tiền mới đau chứ.